Nhân vật chính của chúng ta là Mộc Phàm, một cậu thiếu niên trẻ với mong muốn trở thành họa sĩ sáng tác truyện tranh nổi tiếng. Cậu yêu truyện tranh và có ước mơ hảo huyền là được trở thành một anh hùng chính nghĩa. Và để thực hiện được giấc mơ đó, cậu đã lấy hình mẫu của bản thân đưa vào bộ truyện tranh do bản thân tự sáng tác. Lúc này ở bên ngoài, thời tiết đang rất xấu, đột nhiên trên trời xuất hiện những cột sáng kỳ lạ. Một trong số đó đã tách ra khỏi cột lớn và lướt qua trên bầu trời đêm rồi bay vào phòng Mộc Phàm. Cậu lúc này chỉ mãi mê vẽ truyện tranh mà vẫn chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ trong nhà. Sau khoảng thời gian cặm cụi vẽ thì cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong tác phẩm. Vui vẻ vì tác phẩm truyện tranh của bản thân đã hoàn thành đúng tiến độ. Trong lúc cậu đang mơ mộng thì đột nhiên xuất hiện một luồng gió lớn cùng với đó là một ánh sáng màu vàng. Ánh sáng đó tạo thành một cánh cổng và hút cậu vào. Mộc Phàm bị đưa đến một không gian cằn cỗi và u ám. Mộc Phàm đứng dậy thì nhận thấy cậu đang mặc một bộ trang phục kỳ lạ. Cứ nghĩ bản thân đã xuyên không nên cậu xem bản thân không phải người phàm nhưng đột nhiên ngay lúc đó mặt đất dung chuyển dữ dội xuất hiện trước mắt mộc phàm là một con quái vật dê núi mắt đỏ đang hung hăng đang bước tới với kinh nghiệm của một thằng viết chuyện lâu năm mộc phàm cảm thấy mình có hào quang nhân vật chính nên méo có sợ bố con thằng nào mộc phàm bị con dê núi đánh bay ra xa mấy mét thì mới nhận ra bản thân đang ảo tưởng sức mạnh đúng lúc này thì một vị đại hiệp xuất hiện cậu ta tung ra một loạt chiêu thức thức đẹp mắt tấn công con dê trong lúc bên kia đang xử lý nhau thì mộc phàm quyết định làm theo mô típ chuyện đó là mới đầu không nên bộp chộp mà nên giữ mạng trước cậu cắm đầu chạy và rồi một đốm sáng bay theo đã hóa thành một thanh kiếm rồi nằm vào tay mộc phàm con dê cảm nhận thấy cậu ngon ăn hơn nên quay qua đuổi theo mộc phàm cậu bị đuổi sắt nút nên đã leo lên cây rồi khơi khơi thanh kiếm đuổi nó đi nhưng con dê đã húc thẳng vào cây khiến mộc phàm rơi ngay lên đầu nó và thanh kiếm bay lên rồi rơi xuống cũng ngay đầu nó mộc phàm sau đó đã tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm gần một trạm xe bus Đột nhiên cậu thấy một con chó và trên đầu nó là một tinh linh màu vàng. Cậu biết những điều vừa xảy ra không phải mơ nên nhảy cẫng lên. Cô lao công gần đó nhìn cậu mà thấy tội, con trẻ thế mà đã gặp vấn đề về thần kinh. Về đến nhà mộc phàm đối xử với tinh linh kia như thú nuôi. Nó nổi giận vì cậu dám đối xử với một thần thú như nó là thú cưng. Nó giới thiệu bản thân là Gigi và nếu tối qua nó không ban cho cậu thanh bảo kiếm thì cậu có mơ cũng không đánh lại một con dê kia. Nó cho biết con dê lúc tối được gọi chung là yêu phong do năng lượng liên kết giữa tam giới và linh giới đang dần bị yếu đi và không ổn định nên lũ yêu phong mới dễ dàng xâm nhập như vậy và giờ di di chọn mộc phàm làm người sẽ đi tiêu diệt đám yêu phong đó nó động viên cậu rằng lũ yêu phong yếu lắm nên khỏi phải lo mộc trần sau đó bị chủ nhà gọi đến dí tiền trọ nên cậu đành phải đi làm ngay cậu muốn di di trong nhà nhưng nó đếch chịu và đi theo trong lúc đó một thiếu gia và cũng vô tình là người đã chiến đấu với con yêu phong tối qua đang lên một nhóm để đọc tin nhóm này là tập hợp của những người diệt yêu phong và thanh niên này khá cay khi bị mộc phàm cướp mất con mồi chưa kể thì con yêu phong đó lại là một con cấp cao vẫn chưa ai biết danh tính của người đã hạ con yêu phong đó nên người ta bắt đầu suy đoán phần lớn vẫn cho rằng người đó là một cao thủ và không hề tấm thường trong lúc cả hội suy đoán thì mộc phàm vẫn chăm chỉ với công việc của mình từ giao hàng cho đến giúp đỡ bà cụ qua đường cậu còn giúp một cô gái lúc cô bị ngã nhưng đúng lúc thì có hai con rùa qua đường nên cậu bỏ cô ta đấy mà chạy lại cứu rùa nhưng rất quê khi hai con rùa thậm chí còn chẳng cần cứu, Mộc Phàm sau đó liên tục gây sự chú ý của truyền thông vì việc cậu đã cầm một tinh linh khác có độc và chạy loanh quanh bảo có độc. Báo chí buộc phải gọi người đến vì nghi ngờ cậu đang bị tâm thần và sẽ đưa cậu về trại. Cũng nhờ việc cậu cầm con tinh linh nên cả hội nhóm trên mạng biết được có một người mang năng lực như họ mà lại có đầu óc không bình thường. Hội thợ săn trên mạng nhận được nhiệm vụ là phải bắt Mộc Trần về để cậu không làm lộ danh tính của hội cũng nhờ việc này mà cả đám biết được vị kiếm khách mà họ nghi ngờ là cao thủ lại là một tên bất bình thường chạy lông nhông và bày trò nhưng kẻ khùng cậu bị đưa đến trước hội đồng xét xử họ phán tội cậu vì đã vi phạm nguyên tắc của thợ săn là không được ảnh hưởng đến người dân nhưng cậu thậm chí còn không biết về luật họ không tin vì cậu đã đăng ký app mà lại không đọc điều luật thì quá nực cười giờ cậu mới lấy điện thoại ra và giật mình khi có cả trăm thông báo và app thì cũng từ đâu xuất hiện thấy cậu có vẻ không biết nên họ châm trước lần đầu và chỉ phạt tiền họ cũng lấy một tờ thông tin của cậu và hết hồn khi tinh linh của cậu là một thần thú cấp cao. Mộc Phàm cũng tự mãn rằng cậu có thần thú nhưng rồi ba người kia lại lăn ra cười. Họ bảo phiên xét xử đã xong nên cậu có thể về. Ra bên ngoài họ lại cười khi một con thú nhỏ nhắn đấy lại được gọi là thần thú. Di Di cay cú nên đấm Mộc Trần vì cậu lại đi tiết lộ thân phận của nó. Một người trở vào thấy Mộc Phàm chưa về nên chỉ cậu lối để ra là cổng không gian phía sau. Cậu bước vào và đến một thị trấn nhưng Gigi nhấn mạnh lại lần cuối rằng đây không phải thế giới game mà là một không gian trong linh giới. Cậu cứ chạy loanh quanh nhưng chẳng ai để ý cho đến khi bị hai người khác nhận ra là kiếm khách đang được bàn tán gần đây. Nhiều người vẫn còn đề cao mộc phàm nên muốn cậu kiểm tra sức mạnh bằng việc thử sức mạnh với viên đá đằng kia. Viên đá này giúp kiểm tra năng lực chiến đấu. Tùy theo mức độ mà viên đá sẽ chiếu ra năm màu khác nhau. Vàng là màu mạnh nhất, trước đến này chỉ mỗi một người là cốt tinh linh từng đạt được đến mức vàng mộc phàm muốn thử nhưng Gigi kéo cậu đi vì thực lực của cậu bây giờ quá kém có một người đã cho rằng mộc phàm chẳng hề có tài càn để người ta chú ý nên mới bỏ chạy nghe vậy thì Gigi đã bỏ ra và để mộc phàm đã chạy đến cậu nhảy lên và đập mặt vào tảng đá khiến người ta thất vọng cậu sau đó cứ dùng kiếm khuo khuo mấy đường vậy mà đột nhiên bằng cách nào đó thì tảng đá lại nứt ra ông chọc ban nãy chạy đến mộc phàm sợ bản thân vừa gây rắc rối nên quăng kiếm đi nhưng ông lại thấy đáng khâm phục khi đã lâu chưa có ai có đủ trình để làm hư được tảng đá này trong lúc đó một luồng hắc khí đã xâm nhập vào thanh kiếm của cậu ông chọc sau đó đã đưa cho mộc phàm một tấm thẻ và nhờ cậu đi giải quyết giúp tối đó mộc phàm đi nhặt rác để điều tra theo lời ông chọc di bực tức vì cậu chỉ toàn làm mấy việc không đâu thay vì đi diệt yêu phong về yêu cầu thì cậu phải tìm kiếm bí ẩn về một thanh kiếm gãy cùng lúc đó một kẻ bí ẩn đã có hai mảnh của thanh kiếm mà mộc phàm cần tìm kẻ này đã ghép hai mảnh lại và khiến sức mạnh của thanh kiếm bùng phát không gian tại nơi mộc phàm đứng nhanh chóng bị biến thành một khe hở không gian yêu phong dạng cua xuất hiện và di di vui mừng vì đã có thể đưa mộc phàm đi đúng nhiệm vụ cậu nhanh chóng rút kiếm ra và đi về phía trước con cua khá nhỏ cho đến khi bị một tia sáng xanh chiếu vào nó trở nên to hơn và khiến mộc phàm phải liên tục tránh né cậu đưa kiếm ra đỡ vào một bên càng đột nhiên đứt lìa biết mình đúng là người được chọn nên cậu quay ra đuổi theo con cua Lúc nhảy lên dứt điểm thì con cua lại sáng lên và quay ra đấm ngược lại Mộc Phàm. Thanh kiếm của cậu cũng đột nhiên bị gãy, cậu bị con cua đó kẹp và trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì cậu đã được một cô gái cứu giúp. Cô nhanh chóng hạ được con cua, lúc trở về, Gigi cho ta biết chính nó đã gây ra phần lớn sự kiện gần đây. Nó là tia sáng đã vào phòng Mộc Phàm vì bị một thứ gì đó trong phòng cậu thu hút. Nó nhanh chóng nhận thấy cậu quá yếu nên đã đưa cậu thanh kiếm để thu hút con dê lần trước nhằm hiến tế cậu. Nhưng nó không ngờ là cậu lại diệt được con yêu phong lần đó, còn về ma khí đã nhập vào kiếm cũng là do nó gây ra để một lần nữa tìm cách hiến tế Mộc Phàm. Cậu lúc này cũng trở về và chưa nghe thấy điều gì, Mộc Phàm quyết định sẽ không đi diệt yêu phong nữa, cậu bịa ra cả đống lý do nhưng Gigi biết thừa là do cậu sợ chết. Gigi muốn cậu bớt than vãn vì ai mà chẳng có lúc thất bại, nhưng cậu không chịu và cho rằng nếu Gigi thật sự là thần thú thì thử khôi phục lại thanh kiếm xem sao, đột nhiên thanh kiếm bay lên một và rồi tự liền lại như lời Mộc Phàm nói tia sáng xanh liên tục xuất hiện quanh thanh kiếm khiến zizi nhớ lại con yêu phong cua ban nãy cũng có tia sáng tương tự trong lúc đó thanh niên thiếu gia bị mộc phàm cướp công đã đến khu vực ban nãy mà mộc phàm chiến đấu cậu ta biết cột sáng đêm đó đã có một tia sáng xanh tách ra và nó chính là thanh kiếm gãy kia nhưng ông quản gia cho biết thanh kiếm gãy đó cũng đã bị mất tích còn mộc phàm sau khi thấy thanh kiếm liền lại thì có động lực để tiếp tục việc đánh yêu phong cậu vẫn còn suy nghĩ rằng bản thân là người được chọn nhưng zizi biết rõ không phải vậy nó tự hỏi kẻ nào có đủ trình độ để khôi phục lại được cả thần khí còn việc mộc phàm có lại ý chí thì đối với nó cũng là một điều mừng vì nó có thêm cơ hội để hiến tế cậu sáng hôm sau thanh niên thiếu gia kia đã chuẩn bị để về nhà mới thì nhận được một tin nhắn trên nhóm là nhiệm vụ điều tra sự việc ở khu tối qua đã được giải quyết và cô gái đã giúp mộc phàm tối qua chính là cốt tinh linh trong lời đồn kia nhiều người bàn tán rằng cốt tinh linh xưa nay nổi danh luôn đi một mình vậy mà lại hợp tác với người khác nên họ càng cho rằng mộc phàm quả là không hề tầm thường Nhân cơ hội đó thì vài kẻ nhắc lại việc Mộc Phàm cướp công của thanh niên thiếu gia đây nhằm kích động cả hai đánh nhau một trận. Cùng lúc đó, Gigi đã đi một bãi lên chậu cây mà Mộc Phàm chuẩn bị. Nó dùng cát để giấu đi nhưng Mộc Phàm vẫn nhận thấy nên nó cứ chối liên tục. Cậu nhận thấy xe của thanh thiếu gia kia đã đến đây nên đứng xem thử. Gigi bới cát thì vô tình làm rơi cả đống lên mặt thanh niên kia. Cậu ta sau đó đã về căn nhà mới mua ở đây. Cậu ta có hứng thú với tên kiếm khách đã cướp công của mình nhưng chỉ vì có suy nghĩ hơi mâu thuẫn rằng có thể vị kiếm khách đấy rất mạnh nhưng đôi khi lại không. Đúng lúc thì Mộc Phàm đến để tặng quà coi như vừa tạ lỗi vừa chào mừng hàng xóm mới. Cậu tặng cái chậu cây mà Gigi đã bậy vào khiến nó lo lắng và khuyên cậu đừng nên làm vậy. Lúc cửa mở ra thì chỉ Mộc Phàm đi vào. Sau cửa là một hệ thống lọc không khí tân tiến. Mộc Phàm nhận ra cậu ta là người đã cùng cậu đánh con quái đầu dê. Cậu ta giới thiệu tên bản thân là Lục Hàng và cậu ta cũng nhận ra Mộc Phàm là tên kiếm khách được đồn đại gần đây. Ông quản gia đã nhận trậu cây giúp, Mộc Phàm đã đi quanh nhà để ngắm nghía và tẩy máy đủ thứ. Cậu hỏi mấy viên đá này là gì thì Lục Hàng cho biết đều là đồ cường hóa vũ khí. Còn mấy viên mà Mộc Phàm cố với lấy đều là thứ rớt ra khi tiêu diệt yêu phong. Con đầu dê hôm nọ cũng có rơi nên cậu ta đem trả Mộc Phàm vì cậu là người đã xử lý nó. Giá trị của viên này khá lớn nên Mộc Phàm muốn chia đôi vì Lục Hàng có giúp đỡ cậu. Lục Hàng không cần vậy mà Mộc Phàm vẫn cố kéo cậu ta đi bằng được, lúc đến thị trấn ở linh giới, nhiều người trố mắt ra khi xưa nay Lục Hàng chưa từng có hứng thú với ai vậy mà lại chấp nhận để Mộc Phàm lôi kéo đi như vậy. Đến tiệm cầm đồ, Mộc Phàm đã bán viên đá đi, ông chủ tiệm cũng là một trong bộ ba xét xử lần trước trả cậu 350 đồng, nhưng cậu lại đòi 250, ông ta được kèo trả luôn thì bị Lục Hàng chặn lại. Lục Hàng biết ông ta trả sai giá nên ông ta cho rằng đây là do Mộc Phàm thuận nước nên ông ta mới đẩy thuyền lục hàng cho rằng dù khách có ai quy hơi thấp nhưng cũng phải trả đúng giá thì mới gọi là có đạo đức bán hàng sợ mấy uy nên ông ta trả luôn một nghìn không hơn không kém để trả ơn nên mộc phàm đã mời lục hàng một bát mì người bán hàng là một cô hổ với tính cách khá hướng nội cách ăn thô thiển của mộc phàm khiến lục hàng hết muốn ăn nên mộc phàm ăn luôn cho đỡ phí đột nhiên gần đó có một kẻ chê mì dở và vặn vẹo đòi cô hổ làm lại bát khác hắn ta định ra tay làm càn thì mộc phàm đã đứng ra giải quyết tên kia cho rằng việc không liên quan đến cậu nhưng với cậu chúng sinh là bình đẳng. tên kia thấy lục hàng thì sợ mà chạy té khói. cô hổ đã cảm ơn cậu và cho biết đây chỉ là hình dạng của cô tại thế giới này chứ cô không phải là yêu thú thật. lục hàng đã bỏ đi nên mộc phàm đành đuổi theo. vài ngày sau đó, mộc phàm liên tục bám theo lục hàng. di di nghi ngờ lục hàng có động cơ gì đó phía sau nhưng mộc phàm chỉ nhìn thấy cậu ta tuy là một người khó gần nhưng thật sự là người tốt. đột nhiên không gian lại bị rò rỉ và tạo ra một vết nứt. lục hàng đã nhanh chóng chạy vào khu vực bất ổn và mộc phàm cũng theo sau cả hai giáp mặt một loại yêu phong mà theo lục hàng cho biết loại này giống như thích khách giỏi ẩn nấp và đánh lén nên phải thật cẩn thận con quái sau đó đã tạo thành một cơn lốc và lao đến hướng mộc phàm cậu đã nấp sau lục hàng để cậu ta chắn thay mộc phàm như thấy được tên yêu phong ở đâu trong cơn lốc nên đã ném g vào trong nó bị cuốn xoay vòng nhưng vẫn đập trúng con yêu phong khiến cơn lốc dừng lại mộc phàm định nhân cơ hội lao lên thì lục hàng giữ cậu lại vì muốn đề ra một kế hoạch cụ thể trước lục hàng muốn cậu dùng mấy chiêu thức cơ bản để phủ đầu thì cậu chả biết cái nào đột nhiên con yêu phong đánh trước nên mộc phàm cứ thế lao theo lục hàng muốn cậu đánh từ sau lưng nó nhưng cậu đã lao thẳng lên và đánh một đòn cực mạnh con yêu phong bị dồn ra giữa nên cả hai lao đến tấn công từ hai phía con yêu phong đã chui xuống đất nên cả hai đứng sát lại với nhau và lục hàng cho biết con yêu phong này có thể đánh từ bất ngờ cả hai lần theo vết nứt mà tránh né lục hàng phản công thì nó lại chui xuống khiến đòn của cậu ta bay đến chỗ mộc phàm cậu vung kiếm đánh bay và nó lại quay về với chủ lục hàng hơi bực nhưng vẫn cảnh báo cho cậu né đòn lục hàng đã cưỡi nước bay đến vậy mà mộc phàm lại phá khi đâm mạnh một đòn khiến con yêu linh lại chui xuống còn lục hàng bị thổi bay đi cậu cố bám lấy thì lại làm rách áo cậu ta mộc phàm nghĩ cậu ta yếu nên bảo cậu ta tự bảo vệ bản thân còn cậu sẽ chiến đấu lục hàng không nhịn nổi nữa nên cậu ta đã cãi nhau với mộc phàm con yêu linh cũng chui lên và tấn công mộc phàm nên cậu đã né và dùng kiếm đánh túi bụi vào nó con quái bị đánh gục nên lục hàng đành nhịn mà chấp nhận mời mộc phàm về trung đội Mộc Phàm tỏ vẻ xong còn gọi cậu ta là thực lực hơi gà khiến cậu ta thấy có hơi hối hận. Con quái bắt đầu gượng dậy nên Lục Hàng quyết định sẽ trình diễn cho Mộc Phàm biết ai mới là người mạnh hơn. Lục Hàng gọi ra một con rồng nước và chỉ sau chưa đầy một phút Lục Hàng đã tiêu diệt hoàn toàn con yêu phong. Mộc Phàm cũng phải chố mắt ra ngưỡng mộ vì quá ngầu. Vết nứt không gian sau đó đã biến mất. Mộc Phàm đã xin phép rút lại lời ba nãy. Còn Lục Hàng muốn cậu nên luyện những kỹ năng cơ bản trước đi nếu muốn mạnh hơn cậu vẫn ra vẻ nhưng tối đó đã lấy sách lục hàng cho để luyện chiêu. Gigi nói cậu là con trời chọn nên không cần học mấy cái phàm phu tục tử này, nhưng cậu nói trước như vậy nhưng giờ cậu cần nỗ lực cố gắng để bảo vệ cho người đồng đội mới của mình. Đúng lúc thì cậu nhận được một cuộc điện thoại và đó là biên kịch cho bộ truyện cậu mới nộp. Họ chê tác phẩm của cậu như đờ bờ giờ giờ và bắt cậu phải nộp lại nếu không xác định là bị chặn. Gigi khuyên cậu chỉ nên chú tâm vào diệt yêu phong thay vì nghề này. Nhưng nghe vậy thì Mộc Phàm lại nảy ra một ý tưởng mới ngày hôm sau tin tức lục hàng đã cùng mộc phàm tiêu diệt yêu phong được lan đi khắp nơi nhưng lục hàng sốc hơn khi thấy mộc phàm đang lên tập manga do cậu tự vẽ nội dung là về cuộc chiến hôm qua và cách lục hàng ngưỡng mộ nam chính ra sao còn mộc phàm lúc này đang đăng chuyện lên dần và đi kêu gọi những người cậu gặp và ủng hộ tối đến bên biên tập đã điện đến cho cậu và nhắc cậu kiểm tra trang chủ của mình cậu vào xem thử thì mừng rỡ khi tác phẩm của cậu được người ta thích thú và lượt truy cập tăng vun vút biên tập khuyên cậu nên ra thêm một tập nữa để kích thích độc giả có như vậy thì họ mới sẵn sàng ủng hộ đến bộ chuyện về sau và Mộc Phàm đã biết nên viết gì tiếp rồi. Sáng hôm sau, một cô gái đã bất ngờ khi thấy chuyện của Mộc Phàm có sự xuất hiện của cốt tinh linh. Cô gái ấy lại là một diễn viên trẻ nổi tiếng tên là Tần Mặc. Ta gặp lại Mộc Phàm, cậu lúc này đang đi giao hàng tiện thể khe hở không gian để kiếm thêm tư liệu vẽ. Vô tình cậu gặp một Tần Mặc đang bị một tên khác tấn công ý xấu, cậu đã nhảy vào sút bay tên kia và tự thấy kẻ xấu giờ gà thật. Nhưng vô tình đây lại là một đoàn phim đang quay, đạo diễn sau đó đã bắt đền mộc phàm khiến cậu thấy hôm nay thật xui xẻo cô diễn viên kia sau đó đã cầm điện thoại để hối đơn hàng của mình nhanh lên vô tình thì mộc phàm lại là người giao cô đã đến chỗ hộp đồ bị rơi dưới đất và vẫn lấy lên ăn và còn mời mộc phàm ăn chung đột nhiên gần đó xuất hiện dò dỉ không gian và mộc phàm thấy sắp có tư liệu nên đã chạy thẳng vào trong cô diễn viên kia thấy hành động của cậu thì liền thay đổi sắc mặt con quái lần này là dạng người và nó chặn đòn của mộc phàm rất dễ dàng nó khè vào mặt cậu khiến cậu mắc ói và nhân cơ hội đó cho cậu một đòn bay ra xa mộc phàm không từ bỏ và tiếp tục lao đến thì bị nó khóa lại trong đá gg cuối cùng cũng thấy cơ hội hiến tế thì cốt tinh linh xuất hiện và đối phó với con yêu phong hai bên đòn qua đòn lại người ở trong đoàn phim này đã tranh thủ quay lại cảnh cô chiến đấu để phát lên mạng mộc phàm quyết không để cô chiếm hết sân diễn nên cũng chạy ra quẹt một đường kiếm cho có ích cậu lên tiếng muốn được trung đội với cốt tinh linh thì con quái vùng dậy lao đến tấn công mộc phàm may mắn là cốt tinh linh đã giúp cậu chặn đòn đấy cô tiếp tục chiến đấu thì thanh kiếm của mộc trần bị ánh sáng xanh điều khiển và bay đến tấn công cốt tinh linh cô liên tục né được đòn từ cả hai phía giang cư mận chứng kiến thì liên tục bôi nhọ mộc phàm và cho rằng cậu chỉ được cái ăn hại chuyên đi báo đồng đội cốt tinh linh sau đó đã dùng phép để trói mộc phàm lại một chỗ để cậu khỏi phá cô sau đó dùng phép nhốt con yêu phong vào một cái hòm và đó cũng là hòm cho nó luôn nhưng cô không hiểu sao nó không rơi ra viên ngọc khi chết kết giới sắp tan thì mộc phàm chạy lên tìm cốt tinh linh cốt tinh linh cũng hiện thân phận là tần mặc mộc phàm mới cô về đội thì cô từ chối thẳng thừng vì cô không thích chó mộc phàm sau đó đã về gặp lục hàng để xin bí kíp để theo đuổi con gái vì cậu nghĩ lục hàng chắc cũng phải nhiều em theo rồi lục hàng nghe nịnh thì cũng chia sẻ một ít là cần phải mặt dày và chú đáo nghe vậy nên lúc về nhà mộc phàm đã lên mạng tìm xem lịch trình của cô như nào sáng hôm sau tần mặc lúc này đang có một buổi ghi hình để trả lời những câu hỏi về sở thích các thứ Đột nhiên Mộc Phàm chạy vào cầm hoa và quỳ một chân xuống mời cô về đội. Cậu ngay lập tức bị đá ra vì họ nghĩ cậu là loại fan chuyên theo đuổi và gây rối trong đời tư của diễn viên. Cậu nhớ lại lời dạy là không được từ bỏ nên liên tiếp bị đuổi ra. Cuối cùng cậu vẫn chờ nhưng lại thấy một người từ trong tòa nhà lái mô tô rời đi nên đã bám theo. Người đấy chính là Tần Mặc và cô đã đến chơi với những đứa trẻ ở cô nhi viện. Nhìn cảnh này khiến Mộc Phàm nhớ tới người bố của mình năm xưa. Đám trẻ muốn cô hát cho chúng nghe và giọng hát của cô rõ là giờ tệ bảo sao chỉ hợp làm diễn viên. Chiều đó có một đứa trẻ được nhận nuôi và Mộc Phàm đã đi gặp riêng Tần Mặc để trò chuyện. Tán nhảm một lúc thì cậu vào vấn đề chính là mời cô vào đội. Cậu tự tăng bốc bản thân khiến cô hơi khó chịu. Một đứa trẻ sau đó chạy đến nói với Tần Mặc là bạn cô bé bị ngã xích đu. Cả hai đã chạy đến và đưa đứa trẻ đó vào y tế. Vội quá nên Mộc Phàm đã để cửa đập chúng Tần Mặc. Cả hai sau đó đi sửa lại xích đu thì Mộc Phàm sơ ý hát xỉ và khiến Tần Mặc gõ nhầm búa vào tay cô giận dỗi bỏ về thì cậu vẫn bám theo và đưa cô một túi đá để trường tay nhưng cô muốn cậu tránh ra và cô không cần đồng đội cậu vẫn bám theo nên cô đã dừng lại có điều xe của mộc phàm quên chưa sửa lại phanh nên đâm thẳng vào cô tần mặc sau đó đã gọi bệnh viện đến đưa mộc phàm đi cùng lúc đó một bộ phận fan cùng của tần mặc quyết định sẽ dạy cho mộc phàm một bài học tối đó mộc phàm đã được thả về biến cố lúc này mới ập đến khi tiền phạt phạm quy của cậu đã đến hạn tiền bồi thưởng phá cảnh quay lúc sáng và cả phí sửa xe đều đổ dồn lên đầu cậu. Mộc Phàm hy vọng tiền nhuận bút từ tác phẩm sẽ đến kịp thì biên tập đã gọi đến và chỉ cậu là đồ cặn bã khi dám đi sao chép tác phẩm của người khác. Cậu cố giải thích rằng đó là công sức cậu viết ra thì biên tập đã dập máy, một do gì không gian cũng xuất hiện gần đó và số phận của cậu lúc này có thể nói là cực kỳ đen đủi. Cậu bị buộc phải lựa chọn khi chủ nhà cũng gọi đến cho cậu biết tiền trọ đã quá hạn nên ông sẽ vứt hết đồ của cậu trong đó là mớ chuyện cậu dày công để viết ra một tinh linh cũng bị hút vào không gian kia nên cậu buộc phải chọn giữa ước mơ và trách nhiệm và rồi cậu đã chọn vứt bỏ ước mơ để lao vào trong kia và giúp đỡ cô hổ và là chủ tiệm mì lần trước cậu ăn cậu đã chặn một đòn cho cô hổ để cô chạy đi cô định chạy thì quyết định quay lại giúp đỡ mộc phàm nhưng kết quả là bị con yêu phong đánh bay cô sau đó lại bỏ chạy và để mộc phàm tự mình đối phó cậu thành công chém đi một tay của nó nhưng tay còn lại thì giữ chặt được kiếm của cậu mộc phàm đã gọi cô hổ vào đành chung thì cô nói bản thân sợ nhưng rồi vẫn chạy vào đấm một cái cú này chẳng có tí sát thương nên cô bị con yêu phong đánh bay mộc phàm sau đó biết bản thân sẽ phải tự thân vận động và con yêu phong cũng đột nhiên hồi phục lại tay nó lao đến thì cậu đã xuất thần chém tan cơ thể nó và nó vẫn hồi phục lại và còn to hơn trong lúc đó tại nhà lục hàng cậu ta biết con yêu phong mà nam chính đang đánh cho một cái lõi và nếu không phá được thì có đánh bao nhiêu cũng vô ích đồng thời ta cũng biết chính cậu ta đã mua lại nhà của mộc phàm để có thể khiến cậu phải về đây xin sỏ cậu lên mạng thì nghe tin mộc phàm đang một mình chiến đấu với yêu phong tần mặc cũng nhận được tin cứu viện nên cũng trên đường đến trong lúc đó mộc phàm cùng với cô hổ đang liên tục phải chạy nhưng cả hai bị con yêu phong ném đá chúng nên mộc phàm lại phải đứng ra chống trọi cậu bị con quái đập một cú và rồi tiếp tục bị trói lại như lần trước con quái sau đó nhắm đến cô hổ và ném cho cô một cục đá khổng lồ lục hàng và tần mặc cũng vừa đến và tưởng chừng đã quá muộn nhưng mộc phàm đã phá được chói cậu bùng phát sức mạnh và một chiêu tiêu diệt hoàn toàn yêu phong cậu sau đó chẳng nhớ đến việc nhặt linh thạch mà chạy thẳng về nhà may mắn là mọi thứ vẫn còn chủ nhà gọi đến cho biết tiền nhà đã có người trả thay biên tập cũng gọi đến xin lôi về vụ nói cậu đạo văn và giờ mộc phàm chỉ còn mấy cái nợ nần kia nữa bên hội thợ săn tiền phạt được thông báo là sẽ tăng lên theo ngày nên cậu cần sớm trả cho hội đồng trên hội cũng bàn tán về việc Mộc Phàm một mình hạ được con quái năm sao mà tới tần mặc cũng chật vật để đối phó. Cậu cũng nhắn lên là họ quá khen thì bị một vài thành phần chửi là đồ ăn bám và cậu chỉ may mắn mới ăn được lần này. Tối đó ông quản gia thấy Lục Hàng hình như đã thay đổi cách nhìn về Mộc Phàm, cũng chính cậu ta là người đã âm thầm giúp đỡ giải quyết hết các vấn đề cho Mộc Phàm. Còn vụ nợ nần thì viên linh thạch chắc chắn sẽ đủ để trả, nhưng kẻ đã hãm hại Mộc Phàm vẫn không từ bỏ. Tên này nhân lúc cậu ngủ thì đã lẻn vào và đánh cháo thanh kiếm của cậu rồi chuồn đi. Sáng hôm sau, Mộc Phạm nhận được bánh do cô Hổ gửi đến. Cậu nhắn với cô là bánh rất ngon nên lần sau cô hứa sẽ gửi thêm. Cậu sau đó đã đến quán của cô Hổ để ăn. Ai cũng xem cô Hổ này là một ông chú ẻo là có chất giọng kỳ dị. Họ còn nghĩ cô Hổ đi theo để nịnh hót nhằm lấy lòng Mộc Phạm. Cậu không cho phép kẻ nào ăn hiếp bạn cậu nên đòi tay đôi với hội kia thì bị cô Hổ giữ lại. Cô hổ sau đó đã cảnh báo Mộc Phàm rằng cây kiếm của cậu có thể đã bị thứ gì đó nhập vào. Tiện đây thì Mộc Phàm cũng muốn nhờ cô một chuyện. Cô biết là cậu đang muốn tìm tài liệu viết chuyện nên cô cũng cho biết luôn là bản thân là một độc giả của cậu. Vài ngày sau đó, cả hai liên tục nhắn tin với nhau nhưng lần nào hẹn GAP mặt thì cô hổ cũng kiếm cớ khước từ. Tối hôm đó, Mộc Phàm vui mừng khi bộ chuyện của cậu đã có đến 10.000 người theo dõi. Kỷ niệm dịp này nên cậu đã hẹn cô hổ thêm một lần nữa và nói cô hãy mang theo tinh linh của mình nhưng cô nói tinh linh của bản thân đã biến mất ngày hôm sau cậu đã đến điểm hẹn để đi tìm cậu nghe thấy một người cũng đang tìm một con vật có tên giống với tinh linh của cô hổ cậu nghĩ là đã tìm đúng cho đến khi nhận ra người này đang tìm một con cún và rồi cô gái phía sau đã tiếp cận cậu và cậu nhận ra cô chính là người hổ mà cậu cần tìm cả hai đã ngồi lại nói chuyện và cô hổ cho biết do hình dạng to lớn nên cô mới phải dùng máy chuyển giọng để gạt mọi người cô cũng giới thiệu bản thân là mạch nha tinh linh của cô cũng là một trong ba tia sáng đã tách ra đêm đó mộc phàm nghe thấy tiếng lạ nên mạch nha cho biết đấy là tiếng từ tháp đằng kia người ta đồn rằng tháp đấy chấn yêu nên thường xuyên có tiếng như vậy nhưng cô cũng biết mọi thứ là bịa và giải thích ra một cách khoa học đột nhiên có một cơn rung chấn nguyên nhân là từ kẻ đã trộm kiếm của mộc phàm tên này đang làm một thí nghiệm với cây kiếm thì đã thất bại nên cả tầng đấy phát nổ sau đó thì từ đâu chui ra một con quái vật bóng đen mộc phàm vung đòn nhưng nhận ra bản thân chưa có kiếm nên cắm đầu chạy đi lấy cậu chạy đến cầm lấy kiếm thì vung không nổi do cơ thể đột nhiên cứng lại cậu bị hất đi và bị thanh kiếm của bản thân đập trúng và ngất đi mạch nha không muốn yếu đuối như những lần trước nên đã đứng lên chiến đấu cô tung chiêu và thành công tiêu diệt được bóng đen ấy cô cũng tìm lại được tinh linh của mình và di nhận ra đây cũng là một thần thú giống nó sau đó ta được biết tên đã trộm kiếm là em trai của lục hàng cậu ta cấm túc thằng em vì dám trộm kiếm đi để làm thí nghiệm bí mật đồng thời ta cũng biết bóng đen đó xuất hiện từ chính thanh kiếm của mộc phàm ngày hôm sau mộc phàm tỉnh dậy từ bệnh viện Cậu mơ thấy bố mình nên đưa tay nắm lấy và tỉnh lại thì đã nửa thân ngoài cửa sổ. Mạch Nha tưởng cậu tính nhảy nên chạy đến giữ lại, nhưng cậu xin cô bỏ ra vì đây là tầng 1. Cậu sau đó đã hỏi đây là nơi nào thì được cho biết rằng đây là bệnh viện và cậu vô tình nhận ra bác sĩ đang phụ trách cho mình là cô gái mà cậu hay giao đồ tên là Diệp Kỳ. Diệp Kỳ chẩn đoán cậu có vấn đề về tâm lý, cậu muốn biết lý do thì Mạch Nha cho biết cô tìm thấy trong máy tính của cậu toàn là những cái như là cách chết mà không ai biết mộc phàm không hiểu gì nên diệp kỳ đã đi đến kết luận là cậu bị áp lực từ vẽ chuyện nên mới nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống cô biết cậu viết chuyện và còn biết cậu đang tuyển đồng đội nên cô hỏi cậu có muốn tuyển cô hay không mộc phàm nói đội cậu cần người có thực lực cảm thấy bản thân bị coi thường nên cô đã để mặc cậu mà rời đi ra bên ngoài mạch nha nghe được việc một bệnh nhân họ lâm sắp ra đi và tuổi cũng đôi mươi mạch nha tưởng là mộc phàm vì cậu cũng họ lâm nên đã đến hỏi cậu còn di nguyện nào hay không cậu có những di nguyện là trả hết nợ mời Tần Mặc vào đội và làm một cái giường cho Di Mạch Nha đã viết một bức thư gửi đến Tần Mặc cầu xin cô vào đội vì Mộc Phàm chỉ còn sống được một tháng. Cô cũng liên hệ với Lục Hàng để tổ chức cho Mộc Phàm một bữa tiệc mừng xuất viện. Họ cùng nhau ăn uống và cả Diệp Kỳ cũng đến chung vui. Một lúc sau thì Tần Mặc cũng đến. Cả nhóm cùng nhau ăn uống và Diệp Kỳ là người đầu tiên say. Cô hỏi Mộc Phàm đã cho bản thân vào đội hay chưa thì cậu muốn quan sát ít nhất một tháng. Nghe xong thì cô lăn ra ngủ. Còn Tân Mặc đứng lên nói cô không hề trung đội với Mộc Phàm mà chỉ đến vì nghe tin cậu chỉ còn sống một tháng. Cậu nghĩ cô đùa nhưng nhìn lại mặt mọi người thì không ai có biểu hiện đùa cợt nên đã xuống tinh thần và mang Di về nhà. Lục Hàng hỏi lại Mạch Nha có chắc về bệnh tình của Mộc Phàm hay không. Cô nói chính tay nghe Diệp Kỳ nói nên cả bọn đã dùng rượu để đánh thức Diệp Kỳ dậy để hỏi thử. Còn Mộc Phàm lúc này đang ngồi buồn đời. Nhưng cậu quyết tâm là có chết thì cũng sẽ cố gắng làm tròn bổn phận trước. Di Di nghe vậy tiếng khóc thì tỉnh dậy và biết tin Mộc Phàm sắp chết, nó phá lên người vì ngày này cũng đến. Giờ được bung lụa ra nên nó bắt đầu nói ra hết, nó cho rằng cậu là đứa kém cỏi, Vô dụng là sự sỉ nhục cho hai chữ thiên mệnh, nó đã làm biết bao nhiêu điều chỉ để hại cậu chết nhưng cậu như con rán đập mãi không chết. Cậu hiểu ra tất cả nên nó cũng nói luôn cậu chẳng phải người được chọn hay gì cả, nó bịa ra hết chỉ để lừa cậu. Cậu hỏi thử nó liệu bản thân có gì không tốt, cậu cho nó ăn, chơi đùa cùng nó, vui buồn cùng nó mà nó lại đối xử với cậu như vậy. Cậu sau đó đã liên tục quấy phá nó, đầu tiên là không cho nó đi vệ sinh. Đi tắm thì bật tắt nước liên tục, đi ngủ thì bị cậu dùng kèn phá. Nhưng việc của cậu khiến cả khu nhà đều mất ngủ, lục hàng sáng ra không tỉnh táo nổi và thề sẽ xiên đứa nào thổi kèn suốt đêm qua. Mạch Nha có tìm đến thì thấy Mộc Phàm và Gigi đang gây sự với nhau. Cô hôm qua đã nghe Diệp Kỳ cho biết Mộc Phàm chẳng hề có bệnh gì và cũng chẳng chết sau một tháng. Nhưng tư chất của cậu quá thấp nên không hợp làm ở tiên giới này. Nói chung mạng của Mộc Phàm rất lớn nên chẳng dễ gì chết nên không cần lo. Cô nghi ngờ cậu đang bị thứ tà ma gì đó bám vào, cậu nghe lại từ Mạch Nha thì vui mừng vì bản thân không dễ chết như vậy. Cô đã nói với cậu hôm qua nhưng cậu đã không chịu nghe, cô cũng đang cần nhờ cậu một chuyện đó là trông hộ Tinh Linh Tiểu Lam của cô vì cô sắp tới có bài thi khảo sát địa chất. Gigi đã hỏi Tiểu Lam về vụ sửa lại trận pháp nhưng Tiểu Lam dường như đã bị mất đi ký ức và chỉ hành động theo bản năng, nó đấm Gigi vì nghĩ nó giành ăn nó cắn vào tay khi mộc phàm cầm nó lên Gigi bất lực không biết phải làm thế nào để có thể sửa lại trận pháp và mộc phàm xem đó là quả báo nó phải nhận cậu sau đó đã đuổi nó ra khỏi nhà cậu cho rằng nếu không tin tưởng nhau thì giờ cậu sẽ một mình đi diệt yêu phong nhưng nó đã ra ngoài và nhảy vào bằng đường cửa sổ và rồi cùng tiểu làm hành cậu một trận Gigi cho cậu hai lựa chọn một là giúp nó sửa lại trận pháp hoặc làm vật hiến tế nhưng cậu lật mặt và muốn nó kể cậu nghe hoặc lượn khỏi đây Di đành kể ra rằng năm xưa có một con quỷ hùng mạnh đã làm loạn tam giới. Những người mạnh nhất đã phong ấn nó lại, chìa khóa của trận pháp đã bị giấu đi. Gigi và Tiểu Lam đều là thú hộ vệ cho phong ấn đó, chìa khóa đã bị phân tán đi vào 500 năm trước và bị một tổ chức gom lại. Trong lúc đó, Lục Hàng đã tìm đến một khu thi công của nhà cậu ta và thấy họ đã tự ý thi công mà chưa có ý cậu. Nhưng chính ông cậu đã cho thi công, ông cần hành động luôn để tránh tai họa 500 năm trước một lần nữa diễn ra. Mộc Phàm cũng đã được Gigi kể lại toàn bộ, rằng nhóm kia đã cố mở phong ấn nhưng cái kết là chúng đều phải dùng mạng để trả giá. Cậu nghe sự kiện phong ấn có thể lại là tư liệu viết chuyện, đột nhiên thanh kiếm của cậu bắt đầu làm loạn và bay xung quanh. Cậu cố giữ lại thì bị Tiểu Lam đập vào đầu ngất đi, Di Di định xử cậu lúc bất tỉnh nhưng nó đã nể tình trước giờ mà không ra tay. Cậu tỉnh dậy thì thấy Di Di đang chữa cho cậu, nó cho biết tư chất của cậu bằng lý do gì đó mà lại bị phong ấn. Ngày hôm sau, cậu bắt đầu mơ mộng về việc cậu mở khóa được tư chất. Cậu muốn Gigi giúp mở và cậu sẽ xí xóa cho nó chuyện trước giờ. Nó chịu nhưng nếu cậu liên tục đột phá thì có lẽ sẽ mở được. Cậu sau đó đã cắm đầu vào viết chuyện. Tối hôm đó, truyền hình đưa tin về việc sắp có bão đổ bộ vào thành phố. Đột nhiên Tiểu Lam mở cửa ra khiến mọi thứ bay hết ra ngoài. Gigi đã bám lấy Tiểu Lam và cả hai được Mộc Phàm kéo vào trở lại. Cậu đóng cửa và thấy TV đang nhắc đến chuyện của cậu và xem đó là tác phẩm đáng xem cậu vui mừng và sau đó đã ra ngoài trong trời gió bão này vì một công ty giải trí đã gọi cho cậu để mời cậu giúp trong việc chuyển thể sản phẩm thành phim giữa đường cậu có thấy người bất tỉnh nên đã lại xem thử và thấy trong hẻm kia là tần mặc cô vừa đánh hội này và giờ đang lên đường đến cô nhi viện vì nhận tin có thể có khe hở không gian ở đó những người vừa bị đánh ngất thì đột nhiên đứng dậy đi về phía cậu cô gái đeo mặt nạ này đã chói hết lại giúp cậu cô đã nhận lệnh từ ông của lục hàng để đi điều tra về việc người đột nhiên bất tỉnh và giống như mộng du cơ thể tự di chuyển nhưng tâm thức thì lại như hôn mê sâu. Cả hai nghi ngờ là có yêu phong muốn lợi dụng cơn bão để đến nhân thế. Trong lúc đó Mộc Phàm đã tìm đến công ty và gặp quản lý của Tần Mặc, người này đã cho cậu. Hợp đồng trong 10 năm và sẵn sàng trả cậu một số tiền kha khá cho tác phẩm, cậu nhận luôn mà không xem hợp đồng vì tin tưởng người làm quản lý cho Tần Mặc. Tiền sẽ chuyển trước một phần và số còn lại sẽ đợi đến khi tác phẩm hoàn thành vì người quản lý muốn cậu khai thác thêm về việc nhân vật trong chuyện và lý do người đó bị phong ấn. Quản lý đưa ra cho cậu một bối cảnh để tham khảo, đó là nam chính 20 năm trước đã ở một núi tuyết và tìm được một cổ vật nhưng một kẻ tà đạo đã đánh lén. Cướp đi bảo vật và còn phong ấn tư chất của nhân vật chính, cậu thấy hơi tào lao quá vì tại sao nam chính lại ở núi tuyết và cả mấy vấn đề khác nữa. Cậu quyết định về nghĩ thêm và tay quản lý này đúng là có ý đồ gì đó với cậu. Lúc ra về, cậu gặp lại tần mặc, cả hai nhận thông tin về việc gần biển có biến động. Lục Hàng cũng nhận tin nên cả ba đều đã hướng về một nơi. Lúc đến nơi, Tần Mặc và Mộc Phàm bị những người Mộng Du kia tấn công, sức lực của họ đột nhiên tăng cao nên Mộc Phàm bó tay trong việc chống trả, Tần Mặc không thể để cậu chết nên đã phải biến thân và dùng sức mạnh để cứu cậu. Đúng lúc này thì Yêu Phong xuất hiện, nó tính tấn công cả hai thì Lục Hàng đến hỗ trợ. Cậu ta muốn cả ba lập kế hoạch tác chiến nhưng hai đứa không não thì thích là lên đánh luôn. Cả ba đã kết hợp chiêu của nhau và tạo nên một đòn kết hợp nhắm vào Yêu Phong, nó không những chẳng si nhê mà còn bật ngược lại đòn tấn công đó. Mộc Phàm muốn làm lại và nhắm vào đầu nó nhưng chẳng thấm thía gì, Yêu Phong còn gầm lên một tiếng khiến người xung quanh đột nhiên bị điều khiển. Mộc Phàm muốn Lục Hàng hãy đưa mấy người này ra khỏi đây và báo cáo về cho tổng bộ để gọi được hỗ trợ, cậu muốn cùng Tần Mặc chiến đấu. Kiếm của cậu lại giờ chứng, Tần Mặc đã dùng lại chiêu cũ để tự lo. Cô cho nổ những cái cọc cô cắm khắp người Yêu Phong, nhưng tay nó có khả năng hút sát thương và phản lại. Mộc Phàm đã phải ra hứng thay cô, nó tính lao đến tấn công cả hai thì Lục Hàng quay lại trả đòn khiến nó ngã xuống cậu ta cho biết bản thân đã thử ra khỏi đây nhưng vùng kết giới không cho cậu ta đi ra cứ đi qua là bị đưa lại vào trong cả hai thấy mộc phàm đánh không nổi nên đành tự xử lý cả hai dùng những chiêu mạnh nhất để đánh nhằm khóa chặt yêu phong nhưng dù với cơ thể to lớn thì tốc độ của nó cũng rất linh hoạt và nhanh nhẹn cả hai đều dần đuối sức và bị nó tung một đấm hạ gục mộc phàm đã cố gắng đứng lên để bảo vệ hai người bạn cậu cố gắng và dần dần thì tư cách bị phong ấn của cậu đã nứt ra và vỡ dần đi khiến cậu có thể đứng dậy chiến đấu và chống trả lại yêu phong Thanh kiếm vẫn còn giờ chứng khiến cậu chẳng thể tung hết sức, nhưng cách chiến đấu của cậu vẫn quá không não và bị ăn một đấm. Cậu bị tóm lấy nhưng nó cảm thấy nguy hiểm mà ném cậu đi, cậu gắng gượng đứng lên và Tần Mặc cũng quyết định theo cậu. Cô đến chắn cho cậu, thấy cả hai đứa đều điên như nhau nên Lục Hàng đã tung một đòn giữa thân yêu phong. Điểm yếu của nó đã lộ ra, hai đứa bạn quyết định sẽ tìm cách giữ con yêu phong lại để Mộc Phàm tung đòn dứt điểm. Cả hai đã dùng sức mạnh giữ hai tay nó lại, Mộc Phàm tung chiêu nhưng cậu không đủ sức chém vỡ. Cả ba liên tục làm lại nhưng yêu phong đã thoát được chói và lao đến tấn công. Đột nhiên một sức mạnh đã đẩy nó ra, Diệp Kỳ đã tìm đến và cô đã cho họ một phép để dùng chiêu mạnh nhất trong một lần. Cả ba lại lao lên, tần mặc thì tung xích chói lại, Lục Hàng gọi hai con rồng chói nó thêm lần nữa, Mộc Phàm chỉ việc dồn hết sức vào chiêu duy nhất cậu có và thành công chém tan con yêu phong. Cậu sau đó ngất đi và lúc ở bệnh viện, nhiều người không tin được ba vị địa hiệp trong giới lại cùng nhau hạ gục yêu phong bảy sao. Mộc Phàm lại gặp bố trong mơ bị xét đánh khiến cậu tỉnh lại. Nhóm bạn sau đó vào thăm và cho cậu gặp lại Mạch Nha, cô vẫn ổn với bài thi và có điều tra ra vài thứ. Trong lúc đó, ông của Lục Hàng và cô gái đeo mặt nạ cho ta biết con yêu phong mà nhóm Mộc Phàm vừa đánh là vị tướng thứ 9 của ma thần đang bị phong ấn. Một người khác tìm đến và chỉ ra những tên gian tế trong tổ chức đã xuất hiện ở hiện trường mấy vụ gần đây. Rằng việc quái mạnh xuất hiện ở hai nơi mà Mộc Phàm có mặt hẳn là không trùng hợp vì cha cậu cũng từng là một gian tế, quay lại với Mộc Phàm Cậu khoe với Mạch Nha về việc Diệp Kỳ đã giúp thay đổi cục diện ra sao, nhưng cô thấy lạ vì Diệp Kỳ. Không hề được nhắc tên trong thông báo tham gia. Cậu không nói được nhiều hơn với Mạch Nha vì đường truyền bên cô khá yếu. Mộc Phàm giờ mới thắc mắc về điều Mạch Nha vừa nói. Nhưng ông dâu ria kia đã tìm đến đây để bắt Mộc Phàm về tra hỏi. Ông ta muốn biết về bố cậu vì bố cậu đã lấy đi một thứ rất quý giá. Ông nghi ngờ cậu cũng là gian tế và hợp tác với thế hệ sau của tổ chức áo trắng 500 năm trước kia cậu bị nhốt vào lồng và không thể thoát ra dù cố ra sao cậu cho rằng ông ta vu khống nên dùng thủ đoạn bị ổi ông ta lấy việc bố cậu là phản đồ để nói lục hàng cũng nghe về vụ này thì biết được năm xưa một vụ máy bay đã bị rơi và người của tổ chức lẫn thường dân đều bỏ mạng nhưng họ chỉ tìm được một mảnh chìa khóa và cái còn lại đã bị cha mộc phàm lấy đi cậu cũng nghe được và không biết gì hết trong lúc đó tân mặc đã tìm đến để giúp cậu cô đánh ngất lính canh và rồi lẻn vào tấn công ông thẩm tra Tiểu Lam đã lo liệu việc câu giờ khiến ông ta nổi giận. Tần mặc trói tạm ông ta lại để trốn, nhưng chưa kịp ra thì ông ta đã phá được dây trói. Đúng lúc này thì cô gái đeo mặt nạ lại tìm đến. Mặt nạ cô bị đánh bay và lộ ra cô là Diệp Kỳ. Cô đã để cả hai rời đi và giữ ông ta lại. Cậu thắc mắc lý do cô cứu thì cô muốn trả ơn cứu mạng của cậu lần trước đấu với Yêu Phong. Cô sau đó đã thả cậu rồi quay lại giữ chân lính gác. Cậu bị nhiều người khác chửi rủa là gian tế. Lúc trở về, cậu bị đà kích mà ngồi một chỗ suốt mấy tiếng. Gigi cố động viên cậu. Nó nhận thấy tổ chức 3 ngày sau mới chính thức tuyên án Mộc Phàm, nhưng trên mạng thì vẫn liên tục chửi rủa cậu. Lục Hàng không muốn bỏ rơi cậu nên sáng hôm sau đã đến tìm ông. Cậu thừa nhận Mộc Phàm là bạn và phải bảo vệ bằng được cậu. Sáng hôm sau, Gigi nhận thấy Mộc Phàm đã bỏ đi nên mang thư cậu viết để lại qua cho Lục Hàng để tìm sự trợ giúp. Diệp Kỳ cũng nhận được thư nên cô cũng đã chạy đi. Cậu dù cố gắng bao lần vẫn không thể khiến Tần Mặc công nhận cậu là đồng đội. Nhưng Tần Mặc đã đến trước mọi người để tuyên bố cô đứng ra bảo vệ Mộc Phàm vì cậu đã liều mình trong trận chiến ra sao. Cô công khai danh tính thật của bản thân để bảo vệ cho Mộc Phàm khiến ai nấy xôn xao. Tối đó, Mộc Phàm đã đi chiến đấu với một tên gian tế để bảo vệ cổ vật cho tổ chức. Lục Hằng và Di Di tìm đến vì nghĩ cậu đi tìm cái chết. Nhưng cậu chỉ đuổi theo để lấy vật này. Trong đó chiếu lên hình ảnh và Lục Hàng nhận ra đó là núi tuyết mà Mạch Nha đang đi khảo sát và cũng là nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay 20 năm trước. Cậu đã chạy đi tìm chân tướng sáng hôm sau lục hàng và diệp kỳ đã tìm đến ông lục hàng muốn đi cùng mộc phàm để tìm chân tướng luôn ông không cho nhưng cũng biết cậu sẽ tự ý đi diệp kỳ thì dám chắc với ông rằng mộc phàm không phải gian tế vì cậu quá đần nhưng mà thật sự là gian tế thì cô sẽ tự tay bắt cậu về cậu lúc này đang chật vật trong tuyết cậu tìm đến được nơi đánh dấu trong bản đồ tối qua nhưng nó khá cao đột nhiên nơi cậu đứng nứt ra khiến cậu cố chạy cậu rơi xuống thì được cả nhóm bạn kéo đến cứu mạch nha đã tẩn cậu vì cậu dám bỏ cả nhóm mà liều mạng lên đây nhưng cậu nhớ là nhóm đã bị giải tán nhưng chưa ai đồng ý giải tán và đều xem cậu là đội trưởng tần mặc cũng chịu xem cậu là người đồng đội khiến cậu vui mừng vì họ đã không bỏ rơi cậu cậu giờ mới thấy lạnh còn những người khác đều có tư chất nên không cảm thấy gì cậu nói ra việc bản thân bị phong ấn thì diệp kỳ có vẻ tò mò và muốn khám phá cậu thắc mắc sao mạch nha ở đây thì cô cho biết cô khảo sát gần đây cô cũng cho biết lớp của cô phát hiện ra một hài cốt có viên ngọc yêu phong trong đó họ nhận ra là có yêu phong dạng người. Họ cũng gặp tuyết lở và phát hiện ra chiếc máy bay năm xưa ở đây. Đột nhiên tên gian tế tối qua đã xuất hiện và hắn đã cho người mai phục ở đây. Hắn chỉ cần một phàm còn lại có thể đi, nhưng họ đã đến đây rồi thì không thể bỏ. Hắn cho rằng những con người có sức mạnh như họ chẳng lý gì phải bảo vệ dân thường yếu đuối. Họ không phải nô lệ để phục vụ con người. Hắn xem yêu phong là sinh vật của trời còn tổ chức mới là kẻ ác. Lục Hằng không chấp nhận để tổ chức của ông bị sỉ nhục nên quyết định tấn công tên gian tế chỉ cần mạng mộc phàm còn lại cứ xử hết ai nấy đều đã có đối thủ riêng và tần mặc đã chọn tên gian tế sau một hồi giao đấu cô phát hiện hắn chính là tay quản lý của cô và hắn chỉ ở bên để xem một đứa mồ côi như cô sẽ cố gắng ra sao hắn bị đánh một trận nên đã gọi con át chủ bài xuất hiện hàng loạt đòn tấn công từ trên trời giáng xuống tần mặc đã làm phép cường hóa tầm nhìn cho cả nhóm họ thấy một cây thương và vài giây sau từ trên trời rơi xuống một con yêu phong kẻ này là đại tướng trong chín vị tướng và tìm đến trả thù cho con yêu phong lần trước họ giết ai nấy dồn toàn bộ không chế vào nó để tất sát nhưng không hề xi si nhê nó trả đòn lại tất cả và nhắm vào mộc phàm cậu chống được một đòn của nó nhưng đã gần như chật vật diệp kỳ đã làm phép hồi phục cho tất cả nên ngay lập tức bị tên đại tướng nhắm vào hắn chỉ tốn một giây để hạ gục một người cả nhóm nhanh chóng bị đánh hạ hết và mộc phàm thì bị cho ăn phun combo hắn cho cậu bay lên liên tục và khi đánh xuống thì hắn đã xuống mặt đất để tung thêm một đòn chí mạng cậu gục ngã nên hắn bắt đầu hút mảnh chìa khóa đang phong ấn trong người cậu ra mộc phàm nhớ lại năm xưa cậu đã ở giữa cuộc chiến của đám gian tế và mảnh chìa khóa đã bay vào người cậu giờ phong ấn đã bị phá và chìa khóa được lấy ra cậu giờ mới có thể bộc phát sức mạnh ảnh dấu của mình để chiến đấu cậu ném GG về lại cho cả nhóm họ sau đó mới tiếp chiến đấu vì mộc phàm đã có thể giữ tên đại tướng ở yên hai bên đã lao vào một trận đấu kiếm và cây bảo kiếm của mộc phàm vẫn còn gặp trục trặc cậu nhanh chóng bị ăn hành ngập mặt từ đại tướng Diệp Kỳ đã dồn hết sức mạnh để hồi phục và tăng sức mạnh cho Mộc Phàm, cậu giờ mới thực sự ngang cơ và gây thương tổn được cho tên đại tướng. Hắn gọi xét đánh xuống thì nhóm cũng đã bồi thêm đòn tầm xa để hỗ trợ cậu, Tần Mặc một lần nữa tung chói để Mộc Phàm dùng chiêu. Cậu không chém ngang nữa mà lần này là một đòn trẻ dọc, sau đòn đó, chìa khóa đã trở lại với Mộc Phàm và họ đã cùng nhau ra về, cả nhóm cùng nhau trở về thị trấn và chứng minh được sự trong sạch cho Mộc Phàm. Sau mọi việc cả nhóm đã có thể quay lại cuộc sống thường ngày, còn manh mối về bố cậu phải chờ đến khi thẩm vấn xong tên quản lý kia thì mới biết thêm được phim đến đây cũng là kết thúc tạm biệt